10 loại cây cực độc ở Việt Nam có thể giết người trong nháy mắt, lá ngón chưa là gì. Đây là những loại cây, cỏ mọc tự nhiên quanh nhà nhưng lại có độc tố rất lớn, có thể giết người chỉ trong nháy mắt. 1. Cây xoan gây tử vong trong vòng 24 giờ sau khi ăn. Lá xoan được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên để bảo quản một số loại lương thực. Vì có độc tính, lá xoan, trái xoan đều không thể ăn được. Những độc tố có trong cây xoan gây ngộ độc thần kinh chứa tentrono, tinturben và các loại nhựa chưa xác định. Hàm lượng cao nhất chứa trong quả. Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải, bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, xung huyết phổi, trụy tim, v.v. Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ. 2. Lá ngón có thể chết ngay tức thì. Đây là loại lá có độc tính rất cao, ăn vào có thể chết ngay tức thì. Độc tính của lá ngón là do các alkaloid chứa trong toàn bộ cây. Trật tự độc giảm dần từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Đây được coi là một trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất, chỉ cần ăn 3 lá là đủ chết người. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, v.v. Sau đó bị mỏi cơ, thần nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. 3. Mã tiền gây tê liệt cơ hô hấp dẫn đến tử vong. Với hình dạng rất giống quả cam, quả mã tiền là một loại quả chứa độc dược cực mạnh. Hạt của chúng chứa nhiều alkaloid. Chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Người ta thường dùng quả mã tiền để diệt chuột, nhưng chúng cũng đã từng gây nên nhiều vụ ngộ độc chết người do dùng mã tiền ngâm rượu. 4. Cây phụ tử. Cây phụ tử còn gọi là cây xuất gia vì có đầu hoa giống như đầu nhà tu hành. Cây chứa độc tố aconitin gây nguy hiểm cho những ai ăn phải, thậm chí là va vào nó. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong. 5. Cây trúc đào. Cây trúc đào chứa độc tố trên toàn thân, gồm hai loại độc tố mạnh nhất ảnh hưởng đến tim người là eledin và nirini, gây tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng dữ dội, buồn ngủ, chóng mặt, nhịp tim bất thường và thường tử vong. Trên thực tế, chỉ đơn giản, ăn mật ong do hút ong từ mật hoa trúc đào cũng có thể bị ngộ độc. 6. Cây xuôi, độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Cây xuôi, hay còn gọi là cây thuốc bắn, là loại cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loại động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất. Nhựa dính vào mắt sẽ gây mù lòa. 7. Cây củ chi. Loài thực vật nguy hiểm này có thể giết chết người, một thời mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc, Sài Gòn. Loại này có độc tính cao, được xếp vào loại độc dược hạng A. Độc tính của cây củ chi xếp vào hàng đầu, không thuốc nào giải độc được. Thân, lá, rễ, quả, hạt, cái nào cũng độc, ăn vào một chút xíu là cứng lưỡi, cứng người, chết ngay tức khắc. 8. Thơ mũi. Tên khoa học là Lantana spp. Quả có chất độc, hạt gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong. 9. Cà độc dược. Một số loại cà kiển, hoa lưu ly thuộc họ cà, tiếp xúc qua da với bất kỳ vị trí nào trên cây đều có thể gây nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong. Cũng chính nhờ độc chất có trong hoa, lá, thân cây mà cà độc dược còn được dùng làm thuốc. Nếu dùng với liều khống chế, có thể chữa ho hen, say nóng, trị mụn nhọt. 10. Đỗ quyên. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, ỉ ỏi, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh bằng tinh dầu hành tây. Chà trực tiếp hành tây hoặc kết hợp với mật ong, rượu, chữa tận gốc bệnh rụng tóc ở phụ nữ sau khi sinh, giúp mái tóc đẹp bồng bềnh. Cách trị rụng tóc bằng dầu ô liu. Rụng tóc sau sinh là gì? Rụng tóc sau sinh là hiện tượng xảy ra với cả những bà mẹ đang cho con bú và không cho con bú. Lượng tóc rụng ở mỗi bà mẹ là khác nhau. Thường thì rụng nhiều ở tháng đầu và giảm dần sau 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ có thể bị rụng tóc kéo dài lâu hơn nếu không biết cách chăm sóc tóc. Rụng tóc ở những bà mẹ sau sinh thường rụng ở đỉnh đầu. Tóc mỏng dần đi và rụng nhiều khi bạn chải dầu ướt. Da đầu thường yếu và nhờn hơn sau khi sinh con. Lượng tóc rụng có thể tới 20-30% tóc. Thông thường, rụng tóc sau sinh sẽ kéo dài từ 5-6 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ tóc rụng kéo dài và không có dấu hiệu ngừng rụng đã ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ cũng như tâm lý của các bà mẹ. Vì sao các mẹ hay bị rụng tóc sau khi sinh em bé? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc sau sinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi nội tiết. Phụ nữ sau sinh thường bị giảm estrogen quá thấp. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tóc phát triển chậm và rụng nhiều. Do rối loạn tâm lý. Người phụ nữ khi mang thai và sau sinh thường rất lo lắng. Lo lắng cho cuộc sống, cho gia đình, con cái. Và thường bị stress mạnh kéo dài, trầm cảm khiến quá trình trao đổi chất bị rối loạn. Máu lưu thông kém nên tóc không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tóc sẽ yếu dần và rụng. Do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Khi mang thai, các dưỡng chất được dành để cung cấp cho thai nhi. Sau khi sinh con, lại tiếp tục tập trung dưỡng chất cho bầu sữa nên dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Khiến tóc không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ máu nên tóc dễ hư tổn và nhanh rụng. Mức độ rụng tóc sau sinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau, phụ thuộc vào lượng hormone nữ trong cơ thể tăng hay giảm. Nếu lượng hormone tăng thì tóc ít rụng hơn. Ngược lại, hormone ít, tóc rụng nhiều hơn. Tình trạng này sẽ trở lại bình thường khi hormone này ổn định. 6 công thức chữa rụng tóc từ hành tây. Hành tây chính là một loại thực phẩm mà bất cứ bà nội trợ nào cũng biết. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng, ngoài việc là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, hành tây còn có tác dụng chữa rụng tóc rất hiệu quả nhờ hàm lượng lớn lưu huỳnh có trong nó. Chính vì điều này nên có rất nhiều bài thuốc chữa rụng tóc từ hành tây mà bạn cần phải lưu giữ cho mình nếu muốn được sở hữu mái tóc đẹp. Dưới đây chính là những cách trị rụng tóc hiệu quả mà hành tây mang đến. Hãy cùng tham khảo và áp dụng nhé các bạn. Vì sao hành tây trị rụng tóc? Tùy thuộc vào lượng lưu huỳnh trong cơ thể mà da, tóc và móng sẽ khỏe hay yếu. Ví dụ, khi tóc được cấp đủ lượng lưu huỳnh thì chúng sẽ bóng khỏe và phát triển tốt hơn. Khi da khô, móng yếu và tóc dễ gãy rụng là lúc cơ thể không có đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. Hoặc những dấu hiệu khác như bạn thường cảm thấy mệt mỏi hơn trước, đau đầu, dị ứng. Nếu bạn không duy trì một chế độ ăn phù hợp thì cơ thể bạn không thể hấp thụ đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. 1. Chữa rụng tóc bằng sát hành tây trực tiếp lên da đầu. Nếu bạn bị rụng tóc nhiều trong thời gian gần đây, cách dễ dàng và đơn giản nhất để tóc khỏe và mọc trở lại đó là sử dụng hành tây đắp lên da đầu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2002 trên tờ Dermatology Journal đã cho thấy rằng tác động của hành tây ngăn chặn tóc rụng rất tốt. 73% những người đã thử phương pháp tóc rụng của họ đã mọc trở lại và bóng khỏe hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó sử dụng dịch này dội lên tóc trước, rồi gội đầu lại bằng dầu và
và nước như bình thường, rồi lau khô tóc nhẹ nhàng với khăn bông. 2. Hành tây và rượu. Thái hành tây thành từng khúc và băm nhỏ, bỏ thêm một chút rượu rum và để như vậy trong vòng 24 giờ. Sau đó lọc lấy nước từ hỗn hợp trên để sử dụng xoa bóp trên da đầu. 3. Hành tây và lá cây tầm gai trị rụng tóc. Chọn nửa cốc hành tây băm nhỏ với nửa cốc lá cây tầm gai phơi khô. Thêm vào một chút vodka. Chọn hỗn hợp này để vài ngày, ép lấy nước và cũng sử dụng massage trên da đầu. 4. Hành tây và thìa mật ong nguyên chất. Chọn 1/4 cốc nước ép hành tây với 1 thìa mật ong nguyên chất. Sử dụng hỗn hợp này thoa lên da đầu hàng ngày. Thái hành tây thành từng khoanh và băm nhỏ, rồi thêm một chút rượu vào để như vậy trong vòng 24 giờ. 5. Nước ép hành tây. Chọn một củ hành tây để ép lấy nước nguyên chất, sau đó bôi lên da đầu và để trong khoảng 15 phút, rồi rửa sạch với dầu gội nhẹ hoặc sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó dùng dịch này dội lên tóc trước rồi gội đầu lại bằng dầu gội và nước như bình thường. 6. Cách trị rụng tóc bằng tinh dầu hành. Cắt nhỏ một củ hành tây, ngâm vào trong chai dầu ô liu khoảng 3 tuần. Sau đó lọc bỏ bã, bạn sẽ có sản phẩm tinh dầu hành rất an toàn. Chọn hỗn hợp 30g dầu ô liu và hành, 30g tinh dầu hoa hồng, 30g sáp ong. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng cho tới khi sáp ong tan chảy. Bắt ra và trộn thêm 2 muỗng cà phê gel lô hội. Cuối cùng, trộn thêm 4 viên nang vitamin E, khuấy đều và để trong một lọ rộng miệng để dùng dần. Hoặc muốn tiết kiệm thời gian và đơn giản hơn, thì bạn chỉ ép dầu hành tây lấy nước cốt, cho vào tủ lạnh rồi bôi lên da mỗi ngày. Công dụng làm đẹp từ hành tây. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và những vấn đề khác của mái tóc. Đồng thời, hành tây cũng giúp làm đẹp da, trị mụn hiệu quả. Trị gầu. Nước ép hành tây có thành phần lưu huỳnh, một chất thường xuất hiện trong các loại sản phẩm hoặc trị gầu. Do đó, thay vì dùng các sản phẩm đắt tiền, bạn có thể dùng nước ép hành tây massage da đầu từ 15 đến 20 phút, xả sạch với nước ấm rồi gội đầu bình thường. Trị mụn. Đối với những nốt mụn xuất hiện khi kỳ nguyệt sang đến gần, thì nước ép hành tây là một loại thuốc bôi giúp làm cho mụn xẹp đi nhanh chóng. Thành phần lưu huỳnh trong hành tây không chỉ giúp kháng khuẩn hiệu quả mà còn ngăn ngừa nốt mụn bị viêm nhiễm. Các chuyên gia khuyên dùng nước ép hành tây pha với nước chanh theo tỷ lệ 1:1 và chấm lên các nốt mụn sưng đỏ sau khi rửa mặt sạch để làm xẹp nốt mụn nhanh chóng. Trị tóc gãy rụng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và nhiều vấn đề khác của mái tóc. Hành tây cũng là loại mỹ phẩm xanh hiệu quả để ngăn ngừa tóc rụng hiệu quả. Vì đặc tính kháng khuẩn có trong hành tây cũng giúp điều trị bệnh nhiễm vùng da đầu và tóc da nấm. Hơn nữa, hành tây có chứa hàm lượng lưu huỳnh phong phú, và đó là loại dưỡng chất tuyệt vời dành cho tóc mỏng. Thường xuyên bôi nước ép lên da đầu và tóc, mái tóc mỏng sẽ trở nên dài hơn. Hành tây cũng có khả năng giúp ngăn ngừa mái tóc bị xỉn màu. Bạn có thể ăn hành tây hay bôi trực tiếp nước ép hành tây lên tóc. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Asculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới,
Các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây núc ná. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây núc ná có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamin, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt núc ná phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ núc ná, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, ỉa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ núc ná lượng 9-15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ núc ná có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây núc ná: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí ức kết. Vỏ cây núc ná: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đương quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây núc ná, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc có, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mãn ngứa: vỏ cây núc ná sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây núc ná, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây núc ná 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây núc ná 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc ná 16g, bắp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây núc ná 16g, hương nhu 16g,
cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lân 16g, hà hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chất cam thảo 12g, sắc uống ngày một thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý, người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.